Indo mua 12 tàu ngầm, dân mạng tuyên bố không còn sợ Việt Nam. Gần đây, một kênh tin tức quân sự Indonesia đã liên tục cho đăng tải các video với tiêu đề "Sức mạnh quân sự của Việt Nam đã hoàn thiện, Indonesia khiến Việt Nam im lặng với việc mua 12 tàu ngầm mới, hậu quả của việc bị Việt Nam đánh giá thấp, Indonesia đóng tàu khổng lồ với hệ thống vũ khí phòng thủ mới". Anh ta cho hay, Indonesia được đánh giá có sức mạnh quân sự số 1 Đông Nam Á, là đối thủ khó chơi đối với Việt Nam, vì thế Việt Nam rất sợ Indonesia. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi thứ đi ngược lại. Còn nhớ rõ sự việc đáng tiếc xảy ra khi tàu cá Việt Nam dám đâm tàu TNI trên biển. Họ dũng cảm vì bị lực lượng tuần duyên đi cùng vì đánh giá thấp lực lượng bảo vệ bờ biển của Indonesia, hoặc tàu tuần duyên của chúng ta yếu hơn họ, không có một thiết bị nào có khả năng phòng thủ. Nhưng đó là câu chuyện đằng sau. Bây giờ Indonesia đang tiến bộ, thậm chí không chỉ Việt Nam, Trung Quốc hiện đang bắt đầu tính đến và không dám xem nhẹ sức mạnh hải quân của chúng ta. Vì Indonesia bắt đầu trở nên nghiêm túc sau khi biển Natuna bị Trung Quốc quấy rối, quân đội Indonesia đã tiết lộ một kế hoạch tham vọng sở hữu 12 chiếc tàu ngầm đi sau như một phần của việc nâng cấp lực lượng hải quân trong tương lai với những vũ khí quốc phòng hiện đại và tinh vi hơn. Đương nhiên, như thường lệ, netizen Indo vô cùng quan tâm đến những thông tin như vậy. Tài khoản Sukendran thì tỏ ra chưa hài lòng. Điều rõ ràng hiện nay là Việt Nam mạnh hơn Indonesia. Hạm đội tàu ngầm của Việt Nam có 6 chiếc lớp đi sau kilo, trong khi Indonesia chỉ có Changbogo, chất lượng kém xa đi sau của Việt Nam. Changbogo chỉ có 3 chiếc, còn mua 12 chiếc đi sau của Indonesia chỉ là mơ tưởng. Tôi thích 48 chiếc tàu ngầm ngay lập tức để đứng thứ tư thế giới. Nếu có hạt nhân thì có thể đứng thứ ba tiêu diệt Trung Quốc. Dù bị coi thường, nhưng Indonesia vẫn được kính sợ và nể phục vì sức mạnh quân sự và lòng dũng cảm, không chỉ là trang thiết bị quốc phòng. Việt Nam coi thường cũng không sao nếu bạn muốn chạy đua vũ trang. AI đã sẵn sàng, TNI không ngại đối mặt với bất kỳ quốc gia nào. Việt Nam luôn tỏ ra vượt trội so với Indonesia. Đừng so sánh với Việt Nam, nơi họ đánh bại Mỹ, thà khiêm tốn còn hơn chết. Rõ ràng Việt Nam sẽ không sợ Indonesia, bằng chứng là biển Indonesia thường xuyên bị tàu đánh cá Việt Nam đi vào. Đừng ngu nếu bạn bịa ra nội dung. Việt Nam không phải sợ Indonesia, đặc biệt là Trung Quốc, vì Indonesia giàu tham nhũng thì sẽ không phát triển được, sẽ không mạnh, chừng nào những kẻ tham nhũng vẫn còn sống trong chính quyền. Cách phòng thủ mạnh mẽ nhất là phòng thủ dưới nước. Càng nhiều tàu ngầm càng tốt và không dễ bị đánh bại vì chúng tàng hình. Việt Nam đang học hỏi từ Indonesia tại sao họ muốn chiến đấu. Hãy làm ơn nếu họ dám. Vâng, qua những lời bình và giọng văn của tác giả, dù luôn tỏ ra không sợ trước Việt Nam, nhưng mọi câu từ không thể che đậy được sự lo lắng trước sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Theo bảng sức mạnh quân sự năm 2021 do trang Global Firepower cho thấy, Indonesia xếp thứ 15 thế giới, trong khi đó Việt Nam chỉ đứng ở thứ 28. Tuy nhiên, nếu tính riêng sức mạnh hạm đội tàu ngầm Việt Nam thì lại đứng số 1 Đông Nam Á với 6 chiếc kilo. Có thể về mặt kinh tế lẫn dân số, Indonesia chiếm ưu thế, do đó họ có thể mua nhiều trang thiết bị hiện đại khắp nơi trên thế giới. Nhưng về kinh nghiệm, năng lực chiến đấu lẫn thực chiến thì chắc chắn họ không thể nào sánh nổi với Việt Nam. Truyền thông Indonesia thường hay gán Việt Nam vào các video tin tức quân sự để nhằm mục đích tăng lượt xem. Điều đó thể hiện rằng người Indo luôn khao khát và mong muốn khẳng định vị thế của mình trước những đối thủ mạnh hơn và muốn vượt qua. Các xung đột trên biển ở các vùng tranh chấp gần đây cũng thể hiện rõ tham vọng của họ.